Chào các bạn, hôm nay là thứ tư hàng tuần, là ngày công bố đưa ra đáp án chính xác và giải trái cờ cho tuần này. Và cái tuần này thì là các bạn không có ai đưa ra đáp án chính xác. Thì đây là câu hỏi sau đây là đáp án của chương trình. Mà trước khi đưa ra đáp án thì tôi xin giới thiệu cái lực lượng của hai bên. Bên đỏ có hai pháo, hai mã, một chốt, một tượng. Bên đen, bên xanh thì còn là xe phóng mã, chốt, sĩ tượng. Thì cái hình cờ này bên đỏ tuy là không có xe, nhưng mà hai con pháo của bên đỏ rất là linh hoạt. Và bên đen thì là chỉ có còn là xe pháo có thể hoạt động được, nhưng mà con xe thì đang ở vị trí rất là xấu. Thì tới hình này là đỏ là nước tiên đi tiên nữa. Thành ra là cái lực tấn công của đỏ là rất là mạnh, và cái nước đầu tiên của đỏ hầu như là bắt buộc thì là nước chốt 5 tấn 1. Thì cái mục đích của cái nước chốt 5 tấn 1 này á, là cái nước sau, nếu mà bên xanh không có đường hướng tấn công đó mà phòng chống được á, thì là con chốt 5 nó tấn 1 nữa, nó tạo ra hai đường bí, một là đây bí, hai là tấn một con bí. Và thứ hai là nó tạo tiền đề cho con pháo này, pháo 2-6 này bắt con sĩ này. Thì mục đích nước chống năm tấn một là nó có hai mục đích như vậy. Thì để đối phó với phương án chống năm tấn một của đỏ thì đây có hai phương án. Thứ nhất là pháo 1-3-3, và thứ hai là từ 7-5. Bây giờ mình sẽ nói phương án pháo 1-3. Mục đích của con pháo 1-3 này là ngăn không cho con chốt 5 tấn 1 và bắt con mã rất là nguy hiểm này. Con mã này làm cho tướng không có thể nào di chuyển được, tướng xanh là không có đường di chuyển. Thì tới đây là đỏ chắc chắn sẽ không chạy mã là sẽ bị thấp. Thì bây giờ như lúc đầu mình đã trình bày thì con chốt 5 tấn 1 là mục đích để con pháo 2 tấn 6. Và bây giờ nó đỏ đi, đỏ không chạy mã mà tấn 6, pháo 2 tấn 6 bắt cái con sĩ này không có quân bảo vệ. Thì hầu như tới đây là nước bắt buộc là con pháo này phải tiêu diệt con mã để lấy đường cho tướng chạy vào. Thì đen đi là pháo 1-7 và đỏ đi tiếp là pháo 2-6 chiếu tướng. Thì tới đây là tướng xanh bắt buộc phải chạy vào tướng bình 5, và con pháo 6-5 chiếu tướng. Thì hầu như là bên xanh không có đường đỡ ngoài cái nước là pháo 7-5. Thì là đỏ đi tiếp chốt 5 tấn 1 tướng tấn 1. Bây giờ mới thấy con mã 6 này bắt đi tác dụng. Mã 6 tấn 5 chiếu tướng. Bên xanh chỉ có một nước là đỡ con tượng thôi. Rồi mã 5 tấn 6 tượng 5 tấn 7 mã 6 tấn 5 tượng 7 phái 5 và mã 5 tấn 3 lưỡng chiếu hát trò. Đó là phương án thứ nhất. Đó là phương án thứ nhất đã thua rồi. Bây giờ tới phương án thứ hai là tượng an về không chốt, tức là tượng 7-5. Đỏ đi tiếp là mã 3-5. Đây buộc vào tướng bình 5 và mã 5 tấn 3 chiếu tướng xanh chỉ có một nước duy nhất là bình 4. Nếu lên đây lớp tướng 5 tấn 1 thì sẽ bị tiền mã hộp pháo chiếu hết. Thành ra là con tướng xanh là buộc phải bình 4. Và tới đây là
Đỏ có một nốt đen quyết định thắng lợi là con 2 tấn 7. Mục đích cái nước đi này á, là thứ nhất là bắt xe, thứ hai là tạo tiền đề là phối hợp với con mã đỏ này. Thì tới cái hình mà pháo bắt xe này á, thì bên xanh cũng có 2 nước đi. Bây giờ là các bạn mới thấy được cái nước pháo tấn đây là làm tiền đề cho con mã chiếu đó. Là bên đỏ sẽ đi tiếp là mã 3 tấn 5, bên đây là chỉ 5 phái 6, mã 5 phái 6 này, chỉ 6 tấn 5 và mã 6 tấn 8 chiếu biến. Đó là phương án thứ nhất. Phương án thứ hai là xe 1 tấn 1. Thì đỏ vẫn tiếp tục đi mã 3 thoái 5, tướng bình 5, pháo 6 bình 5, chỉ 4 thoái 5, mã 5 tấn 3, tướng bình 4, mã 3 tấn 5, chỉ 5 thoái 6, mã 5 thoái 4, chỉ 6 tấn 5, pháo 5 bình 1, pháo 1 bình 9, mã 4 tấn 2. Tới đây thì bên xanh đó là đang bên đỏ đang hâm cái nước tiền mã 1 pháo, mà bây giờ nếu mà mình đi con mã thì là bị tiền mã một pháo, mà mình đi con tướng thì là bị cũng là tiền mã một pháo, mượn oai con tướng này và chiến thắng. Thì cái buổi mà giải đáp cái thế trò số nhất đến đây là hết. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và thân mời các bạn vào giải đáp cái thế trò số 2 của tuần này. Và mời các bạn tham gia ủng hộ chúng tôi.